Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá sáng ngày 6 tháng 12 của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để cùng chúng tôi cập nhật những thông tin bóng đá mới nhất mỗi ngày nhé. Còn ngay bây giờ sẽ là những thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay. Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu gặp Lào với tâm thế buộc phải thắng để có được bước chạy đà hoàn hảo trong hành trình bảo vệ AF Cup. Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Việt Nam đã dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút thứ 26, Công Phượng có pha băng vào và dứt điểm tung lưới đội tuyển Lào, mở tỷ số cho đội tuyển Việt Nam. Có được bàn thắng mở tỷ số, đội tuyển Việt Nam càng chơi càng hay và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Sovan Nasango. Tuy nhiên, các chân sút áo trắng lại tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút thứ 55, Tấn Tài có pha xử lý gọn gàng bên cánh phải trước khi tung ra đường truyền chuẩn xác để Văn Đức băng vào dứt điểm, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. Những phút còn lại của trận đấu, đội tuyển Việt Nam có cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 khi được hưởng penalty ở phút thứ 75. Tuy nhiên, Văn Thanh lại không thực hiện thành công quả 11m. Với chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đang tạm đứng thứ 2 bảng B sau Malaysia. Ở trận đấu trước đó, nhà vua tự xưng của Đông Nam Á thua muối mặt trước Malaysia với tỷ số 1-3. Sau đây là kết quả một số trận đấu đáng chú ý khác. Huấn luyện viên Ralf Rangnick vừa có chiến thắng đầu tay trên cương vị tân thuyền trưởng của Quỷ Đỏ. Mặc dù đã giúp đội bóng mang về 3 điểm, tuy nhiên nhà cầm quân người Đức được cho là vẫn chưa thể mở khóa Cristiano Ronaldo. Phát biểu trước truyền thông mới đây, cựu ngôi sao của MU, Owen Hargreaves đã lên tiếng 7 cách giúp huấn luyện viên Ralf Rangnick có thể mở khóa Cristiano Ronaldo. Nếu Pogba ra sân thay vì Fred hay McTominay và MU đang đá ở hiệp 1, thì bạn sẽ có một ngôi sao có thể chuyền bóng vào vòng cấm địa cho Cristiano Ronaldo. Vì vậy, tôi nghĩ MU đã chơi khá ổn trong trận đấu này. Tuy nhiên, Marcus Rashford và Bruno Fernandes hôm nay đã thực sự khá im tiếng. Bộ đôi hậu vệ cánh đã thực sự cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình. Chiều sâu đội hình của MU cũng thực sự ấn tượng. Nếu có thêm Varane hay Pogba trong đội hình, MU sẽ trở thành một trong những đội bóng mạnh nhất ngoại hạng Anh. Nhưng họ cần phải bắt đầu xây dựng lối chơi như một tập thể mạnh. Trận đấu hôm nay có thể là một bước tiến lớn để hướng tới mục tiêu đó. Hiện tại, cả Varane và Pogba đều không thể ra sân cho Manchester United vì đã dính phải những chấn thương. Dự kiến bộ đôi người Pháp sẽ vắng mặt trong phần lớn thời gian còn lại của mùa giải. Kể từ khi gia nhập Real Madrid vào năm 2014 từ Bayern Munich với cái giá chỉ 25 triệu euro, Toni Kroos đã nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thiếu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Dù với bất cứ huấn luyện viên nào, với sự thay đổi về chiến thuật hay triết lý bóng đá ra sao, chân truyền người Đức vẫn luôn đóng vai trò là nhạc trưởng để điều tiết lối chơi cho toàn đội. Tuy nhiên, hợp đồng hiện tại của Kroos chỉ còn thời hạn đến năm 2023 và Real vẫn chưa có động thái để xúc tiến mạnh mẽ việc ký hợp đồng mới với nhà vô địch World Cup 2014. Chính vì thế mà Liverpool đang sẵn sàng đưa Kroos đến với giải ngoại hạng Anh. Cụ thể, theo nguồn tin từ El Nacional, huấn luyện viên Jurgen Klopp đang muốn ban lãnh đạo The Kop chiêu mộ cựu tuyển thủ quốc gia Đức. Về phía Kroos, anh cũng được cho là sẵn sàng ra đi khi mà nhiều khả năng Real sẽ chỉ đưa ra lời đề nghị gia hạn hợp đồng 1 năm giống như cách mà họ đã làm với Sergio Ramos và mới nhất là Luka Modric. Nếu Kroos đến Liverpool thì sẽ là một bất ngờ lớn với người hâm mộ, bởi lẽ ngoại hạng Anh nổi tiếng độ khắc nghiệt và đòi hỏi rất nhiều thể lực, trong khi Kroos đã 31 tuổi. Diogo Dalot từng được chính Mourinho đưa về Old Trafford hè năm 2018 với giá 19 triệu bảng. Sau quãng thời gian chật vật tìm chỗ đứng, cầu thủ người Bồ Đào Nha đang cho thấy sự tiến bộ đáng kể mùa giải này. Đến trận mở màn thời huấn luyện viên Ralf Rangnick, Diogo Dalot tiếp tục ra sân và có màn thể hiện khá tốt. Hậu vệ 22 tuổi người Bồ vẫn thi đấu ấn tượng, bắt chết mũi nhọn lợi hại nhất bên phía Crystal Palace là Wilfried Zaha. Lật lại những gì xảy ra hồi cuối tháng 8, Dalot được xem là người thừa kế trong kế hoạch của Solskjaer. Anh suýt bị đẩy sang Dortmund dưới dạng cho mượn. Vốn hiểu rõ năng lực của học trò cũ, Jose Mourinho nhiều lần kêu gọi lãnh đạo AS Roma phá két để rước về Diogo Dalot. Người đặc biệt cho rằng Dalot là sự bổ sung chất lượng cho hàng thủ của đội bóng áo bã trầu khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa. Nhật báo Gazzetta dello Sport còn tiết lộ, Mourinho đã thảo luận với giám đốc kỹ thuật Thiago Pinto về chuyện chiêu mộ Dalot. Cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ lò Porto cũng không lạ gì sân chơi Serie A khi mùa trước anh khoác áo AC Milan dưới dạng cho mượn. Mới đây, ký giả Fabrizio Romano đã tiết lộ,
cựu huấn luyện viên New York Red Bulls Chris Armas sẽ gia nhập MU. Thông tin đã được xác nhận, anh ấy sẽ là thành viên của ban huấn luyện Rangnick. Thỏa thuận đã hoàn tất và được thông báo với đội bóng. Armas sẽ thay thế Carrick trong vai trò trợ lý. Armas có kinh nghiệm là huấn luyện viên trưởng New York Red Bulls tại giải nhà nghề Mỹ giai đoạn 2018-2020. Sau khi chia tay đội bóng này, ông trở lại băng ghế chỉ đạo với câu lạc bộ Toronto FC vào năm 2021. Dù vậy, sau thất bại 1-7 trước DC United, ông sớm bị sa thải vào tháng 7 năm 2021. Nhìn chung, sự nghiệp huấn luyện của Armas không có nhiều nổi bật. Thế nhưng, Armas hứa hẹn có thể giúp sức cho Rangnick để hướng MU tới thành công ở mùa giải này. Giữa Armas và Rangnick ít nhiều có sự liên hệ. Trong thời gian ông dẫn dắt New York Red Bulls, Rangnick là giám đốc thể thao của tập đoàn Red Bulls. Một cái tên gần như sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi kế hoạch của tân huấn luyện viên Xavi là Samuel Umtiti, người chưa có bất cứ phút thi đấu nào cho đội bóng từ đầu mùa đến hiện tại. Barca hiện muốn bán một số cầu thủ và Samuel Umtiti chắc chắn là cái tên đầu tiên trong danh sách ra đi theo dự kiến. Rời Barca sẽ là bước lùi trong sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2018, nhưng anh cần ra đi để tìm kiếm suất thi đấu. Nguồn tin từ El Nacional xác nhận, trung vệ người Pháp có thể cân nhắc chuyển đến AC Milan, câu lạc bộ được cho là muốn tìm phương án thay thế Simon Kier. Bản tin bóng đá sáng ngày 7 tháng 12 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo. Hiện bóng đá, kết nối niềm đam mê túc cầu.